Hey, sir. What's happening? Last day. Day four, three, two, one. Phải mặt khi mà đang xem lại vlog của mình như thế nào? Chạy tối à, cực mạnh không thể nào thiếu. Trốn làm đi tập rồi bây giờ. Hi guys. Hi and sick. Bình run. Tiến vào chỗ rehearsal nha. Cuối cùng thì tụi mình vẫn phải ra về trong vô giọng. What? Ra về trong vô giọng. One hour later. Surprise! Surprise! Nếu các bạn mà không biết thì cái chỗ này là bọn mình ăn dăm nằm về số hồ Super 24. Tập Super 24 đây nè. Bác Hồ chứng kiến. Tại vì không gian ở đây nó khá rộng, phù hợp cho việc tập những chích và cái sân khấu 8x8. Rất cảm ơn trường Minh Khai đã tạo điều kiện cho tụi mình. Cảm ơn nhân vật đã mượn cho chúng ta được hội trường này. We love Mickey. Mickey love you. Sắp tới là bọn mình cũng có mặt tại tuổi hào của Minh Khai vào ngày 16 tháng 1. Các bạn có thể mua vé nha, nghe đồn là có nhiều ca sĩ hot lắm. 18. Win team đi vào hết. Nó là hình như là có Tiên Tiên rồi nữa nè. Tiên hả? Oh my god. Có Hoàng Thị Linh nữa. Hoàng Thị Linh. Wow. Bạn của Như mua cho nhóm. Rất là cảm ơn bạn của Như. Chân thành cảm ơn. Chân thành cảm ơn bạn Quỳnh. On my exploration, I've come across this indigenous group. I think they're called the Lyricist Tribe. Whoa! Thanh niên say mọi người phải on time. You come on time, sir. What time is it, sir? Hey.